Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ 4 cái điều mà các bạn cần lưu ý để chuẩn bị tinh thần trước khi bước sang Canada định cư để tránh bị sốc nhé. Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bước ngoặt Channel của mình để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung. Điều đầu tiên mà các bạn cần lưu ý đó chính là khi tới Canada thì các bạn sẽ phải chịu thuế khá là cao. Ở đây mình nói tới đó chính là cái thuế thu nhập cá nhân. Nếu như mà một người với thu nhập tầm khoảng 1.000 một tháng thôi và độc thân sau khi không có những cái khoản giảm trừ gia cảnh nào hết Thì điều đó có nghĩa là người đó đã có thể là bắt đầu nộp thuế rồi Bởi vì là với thuế tỉnh bang Ví dụ như là ở Manitoba thì tầm khoảng hơn 9.000 một năm là đã bắt đầu đóng thuế Và thuế liên bang là hơn 12.000 một chút Điều này có nghĩa là nếu như mà một người với thu nhập 1.000 mà không có bất Kỳ khoản giảm trừ nào ấy thì cũng đã phải đóng thuế. Mà thuế xuất ở đây nó lên tới 25%. Đó mới chỉ là thuế bậc 1 thôi. Thế còn với trường hợp thuế bậc 2, bậc 3, bậc 4 thì cao hơn rất là nhiều. Và mình nhớ là với bậc thuế cao nhất ý, thì người giàu ở Canada sẽ phải đóng thuế lên tới tầm khoảng hơn 50% cái khoản thu nhập chịu thuế tất nhiên là cách tính thuế thu nhập cá nhân ở đây thì nó phức tạp hơn một chút nó cho bạn khấu trừ tiền học phí khi các bạn quay trở lại trường để học này hay là cho các bạn khấu trừ cái tiền để mà mua nhà này hoặc là cho các bạn khấu trừ cả tiền học phí cho con đi học đại học cao đẳng này bởi vậy mà cái người kế toán tư vấn thuế cho các bạn rất là quan trọng bởi vì họ là những người sẽ đưa ra được các cái phương thức giúp cho các bạn làm sao để mà giảm thuế một cách hiệu quả nhất ở đây mình nói là giảm thuế một cách hợp lệ chứ không phải giống như là ở việt nam mình gọi là trốn thuế đâu các bạn nhé bởi vì nếu như mà ở canada các bạn biết cách và biết các cái chi phí mà được khấu trừ thì nó sẽ làm cho các bạn giảm cái số tiền phải đóng thuế kha khá đấy. Thế thì tại sao cái tiền thuế ở Canada lại cao như vậy? là bởi vì cái tiền thuế của các bạn sau khi được nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được chi trả lại cho hệ thống y tế ở canada có hệ thống chăm sóc y tế miễn phí toàn dân cho nên là nó sẽ được trừ vào cái khoản tiền thuế này của các bạn hay như là một phần tiền thuế của các bạn nộp sẽ được chi trả cho cái tiền hưu của các bạn. Khi mà các bạn nghỉ hưu thì ngoài cái tiền hưu của chính phủ ra thì còn một số các cái khoản tiền khác như tiền già hay là tiền từ tài khoản AASP của các bạn nữa. Thì đó là một hệ thống cái tiền lương hưu được trả nó cũng khá là phức tạp và nó sẽ giúp cho các bạn duy trì được một cuộc sống tối thiểu khi về hưu. Cái điều thứ hai nữa mà các bạn cần phải xác định sẵn tinh thần đó chính là nếu như mà sang tới Canada rồi mà các bạn không có dòng tiền hàng tháng, hàng năm ấy thì các bạn chắc chắn là điên luôn. Tại sao? Bởi vì là khi mà ở Canada rồi các bạn sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái chi phí hàng tháng, tiền thuê nhà hay là tiền trả lãi ngân hàng lúc mua nhà này, hay là tiền trả các cái hóa đơn này cũng như là tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng nếu như mà các bạn xác định rằng là các bạn có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn ở việt nam mang sang để mà tiêu dần trong khi đó các bạn không có dòng tiền ý thì nó sẽ làm các bạn bị căng thẳng rất rất là nhiều khi mà các bạn thấy tiền của các bạn cứ vơi đi vơi đi trong khi đó thì chi phí hàng tháng nó cứ đội lên nếu như mà chi phí hàng tháng tiết kiệm thì nó lại là một chuyện khác. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn tiêu không được hợp lý cho lắm ấy, thì ví dụ như là mua một cái căn nhà to sau đó thì trả thuế hàng năm hay là trả tiền lãi ngân hàng hàng năm ấy, nó cũng cả là cả một cái khoản chi phí rất lớn và nó khiến cho cái cục tiền của các bạn mang theo nó bị vơi dần đi và các bạn rất dễ stress vì lý do là không có dòng tiền mà chi phí thì cứ ra dần đều như vậy. Cái điều thứ ba nữa mọi người cần phải chú ý khi mà tới Canada định cư. Ấy, đó chính là cái kỳ thị người nhập cư. Mình không nói là trong trường hợp cộng đồng người Việt với nhau đâu mà mình chỉ nói là với các cái cộng đồng những người khác đặc biệt là những người sinh sống ở đây khá là lâu, họ là những thế hệ F2, F3 được sinh ra và lớn lên ở đây chẳng hạn thì họ khá là kỳ thị người nhập cư. Tất nhiên là ở Canada thì có cái luật gọi là không phân biệt chủng tộc, giới tính các thứ nọ kia thế nhưng mà bên ngoài thì họ sẽ không bày tỏ cái điều đó ra cho các bạn biết đâu, thế nhưng mà bên trong sâu thẳm tâm hồn họ là họ sẽ có cái điều đó. Họ có thể là rất là thân thiện với các bạn lúc đầu gặp hoặc là lúc giao tiếp xã giao, thế nhưng mà nếu như mà để mà giữ mối quan hệ lâu dài ấy thì khá là khó khăn. Đó là một phần cái văn hóa ở đây nữa nhưng mà cũng một phần là bởi vì có cái tâm lý là kỳ thị cái người nhập cư. Cái điều thứ tư nữa mà các bạn cần phải đặc biệt lưu ý đó chính là tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Ở đây là mình nói tới trường hợp cộng đồng người Việt với nhau. Tất nhiên không phải là những tất cả người Việt đều như vậy với nhau đâu các bạn ạ à. Bởi vì các bạn sẽ gặp những người Việt rất là dễ thương, rất là tốt Đặc biệt là những ông bà, anh chị em mà ra đi cách đây hàng ba bốn chục năm Đó là những thế hệ mà các ông bà đã được người ở đây họ giúp đỡ để mà ổn định cái công việc cũng như ổn định cuộc sống ấy nhưng nhưng có một bộ phận những người Việt không nhỏ đâu là những bộ phận người Việt khi mà nhìn thấy người Việt với nhau thì có vẻ là không muốn giúp đỡ thậm chí là đã có những trường hợp người Việt lừa người Việt có nghĩa là những người mới sang ấy thì thường sẽ bị những người một số người ở đây lâu họ tìm cách để môi giới giới thiệu các cái dịch vụ không chuyên hoặc là những cái dịch vụ uh, bắc cầu chẳng hạn và khiến rất là nhiều người mới sang bị uh, mất một cái khoản tiền thì tất nhiên là cái người mua ấy là người ta phải chịu trách nhiệm với lại cái quyết định của mình thôi Thế nhưng mà chính mà là bởi vì cái người mua ấy người ta nghĩ rằng và người ta tin tưởng rằng là người Việt với nhau giúp sẽ giúp đỡ người Việt với nhau và dẫn tới việc là họ không tìm hiểu kỹ hay là họ quá tin tưởng vào cái người giới thiệu người môi giới và khiến cho việc là họ gánh một cái hậu quả khá là lớn và các bạn cứ ở lâu ở Canada ở bất cứ một cái tỉnh nào cũng thế đi các bạn sẽ nghe được những cái câu chuyện khá là khó chịu về những cái trường hợp như thế này hay là những cái người cũ, một số người cũ thì giống như kiểu coi thường khinh chê hay là không muốn nói chuyện với người mới sang vì họ nghĩ rằng họ là người có nhiều kinh nghiệm này hay họ biết nhiều thứ này còn những người mới sang thì không biết cái gì cả thì nếu như mà bạn gặp những cái trường hợp những người như vậy thì tốt nhất là các bạn nên tránh xa bởi vì nếu như mà các bạn ở gần họ các bạn sẽ bị một cái gọi là thiếu tự tin hơn rất nhiều khi mà tiếp xúc nhiều với họ thì đó là bốn cái điểm mà mình giúp cho các bạn khi mà chuẩn bị tới Canada hay là khi mà tìm hiểu cuộc sống ở Canada thì các bạn cần phải chú ý tới những cái điểm này bởi vì những cái điểm này nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống tới tinh thần của các bạn khi mà các bạn tới Canada định cư. Và nếu như mà có vấn đề gì chưa rõ thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tới đây. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.